Ai là người bị dè chừng nhất trong số chạy đầu trò thoát? Với Bibi, tại vì Bibi chơi rất là ăn gian. Cái gì chứ anh ơi? Bibi là một người anh có khá là nhiều kinh nghiệm trong những gọi là show truyền hình thực tế như thế này, và chơi rất là chơi bẩn người khác. Như đang có một sự quan sát và cũng hơi dè chừng. Bibi chơi. Có ai làm gì sợ muốn chết? Em muốn đánh bại. Tôi hạng nhất đó. Tôi bị không tình yêu.